Đây là một tựa game trực tuyến, nơi nhà sản xuất chỉ đơn giản là tạo ra game rồi quăng ra thị trường cho người chơi tự sinh tự diệt, không hề có hướng dẫn cụ thể, người chơi chỉ đơn giản là vào game, làm mọi thứ họ muốn, kỹ năng hay ma pháp gì cũng phải tự học lấy. Cũng vì sự tự do của game nên rất nhiều người đã đắm chìm vào thế giới này. Nhiều vương quốc do người chơi lập nên cũng xuất hiện, nhưng một rừng không thể có hai hổ nên các người chơi mạnh bắt đầu chiến tranh với nhau để giành đất lập vương quốc. Với các chiến binh thì cuộc chiến này là chiến trường để họ tung hoành còn các ma pháp sư thì chẳng khác nào sự lụi tàn và một vương quốc duy nhất đã giang tay chào đón những pháp sư như họ. Vua của nơi này là Solomon. Cùng nhau, các pháp sư đã gây dựng nên một quốc gia hùng mạnh và chín người mạnh nhất với năng lực xuất chúng và thành thạo chín loại ma pháp khác nhau. Họ được gọi là cửu đại hiền nhân và người được vua Solomon tin tưởng nhất là đại hiền giả Danbap với biệt danh là đội quân một người. Vào một ngày, Danbap được vua Solomon gọi đến để nhờ ông đi tiêu diệt một vạn ma thú. Vì các trưởng lão khác đều bận việc mà ma thú lại chọn đúng lúc này để tấn công thì chỉ có là do ai đó nhúng tay vào. Đan Báp sẽ cho chúng thấy lý do ông được gọi là đội quân một người. Diễn diễn một tí thì cả hai đã quay về thư phòng và nói chuyện thoải mái với nhau. Cả hai ngồi lướt lại mấy bức hình chụp chung và nhớ về mấy nhiệm vụ từng cùng làm chung với nhau. Solomon thấy ông cũng khá thích cái nhân vật này. Đan Báp cho rằng bản thân đã phải xem cả đống phim để nghĩ ra được cái hình tượng pháp sư này. Vậy mà Solomon đi xem cùng cũng phải bỏ tiền túi. Solomon muốn chắc chắn là Đan Báp xử lý được một vạn ma thú hay không thì ông cũng không dám chắc. Nhưng đằng nào cũng phải làm nếu không thì đất nước này lụn bại mất. Lúc về chuẩn bị thì ông nghe về việc một hiền giả và là bạn của ông là Lumina vừa đi chi viện cho nước đồng minh. Và vì có biệt danh là thảm họa nên một lần cô ta ra trận là y như rằng bản đồ lại phải vẽ lại. Ông sau đó cũng có nghe rằng một hiền nữa là sâu đang đi chấn thủ biên giới. Và người này thì lại được mệnh danh là tường thành vĩ đại. Ông có về nhà chào hai người hầu và quan trọng nhất là cô hầu Maria một câu. Ông ước cả hai vui tính thêm chút nhưng trông chờ gì ở NPC. Ông sau đó ghé qua đảo nổi lấy ít đồ và rồi lên đường. Đan Báp sau đó đã chạm mặt đám ma thú ở chiến trường và cho chúng cơ hội quay đầu, nhưng chẳng con nào nghe nên ông gọi ra hàng loạt hát kỵ sĩ và những pháp sư, đồng thời gọi thêm một thiên thần để ca hát nhằm tên thêm sức mạnh. Kỵ sĩ thì đứng chắn phía trước còn nhưng pháp sư thì đứng từ trên cao xả phép. Nhưng ông vẫn thấy bị áp đảo quân số nên đã giao cho con mèo này một nhiệm vụ. Nó đã lần mò trên chiến trường và tìm ra được tên chỉ huy. Nó ra hiệu cho Đan Báp để ý đến. Ông đã đi thẳng đến chỗ con chỉ huy và muốn nó khai ra tên đứng sau thì nó lao đến tấn công. Ông lách cái nhẹ và tung lại nó một trường tên chỉ huy gục thì đám lâu bầu cũng chạy hết ông gọi thêm con rồng ra để thiêu dụi hết tàn cuộc và vì một mình chỉ huy cả ngàn quân binh nên ông mới có được cái tên đội quân một người vài ngày sau đó các trưởng lão đột nhiên biến mất đất nước của solomon rơi vào khủng hoảng và sự cố kỳ lạ cũng xảy ra trong game vào ngày hôm đó một cô gái thức dậy giữa đồng hoa cô mang theo bộ đồ của đan báp và nhận thấy cảnh vật trong game giờ rất thật các giác quan cũng thật quái vật cũng thật cô gái đó đã lang thang một lúc rồi mới quay lại được vương quốc vương quốc giờ đây cũng rộng lớn và chân thật hơn bao giờ hết Cô gái đã đi khắp nơi, mua đồ ăn và những thứ khác để trải nghiệm sự chân thật đó. Sau cùng tự luyến vì bản thân trông đẹp vãi trưởng. Trong lúc đó, cô hầu Maria vẫn ngày ngày chờ mong Dunbap trở về. Solomon lúc này đã gặp cô gái đó và cô nói bản thân chính là Dunbap. Solomon cười đau ruột vì một ông lão lọng khọm giờ lại thành thiếu nữ. Solomon đã vui khi thấy tên của Dunbap xuất hiện trở lại nhưng người đến gặp lại là một nhỏ Lolly. Dunbap cho rằng đó là do sự tiếc của, vì một hộp trang điểm mua về đang gần hết hạn nên mới mang ra vọc thì thử vô tình ngủ quên và khi tỉnh dậy thì đã thành cái bộ dạng này, hộp trang điểm cũng bay màu mất tiêu, Solomon cho biết Dunbap đã mất tích được 30 năm. Tính theo thời gian trong game, thảo nào Dunbap thấy đường phố thay đổi rõ rệt, đúng lúc này thì Lumina trở về. Cô bất ngờ khi thấy Dunbap ngày nào lại thành một cô nhóc dễ thương như này. Solomon cho biết từ 30 năm trước, game đã đột nhiên thay đổi. Dù đang là game nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được mùi vị và nhiều thứ khác. Solomon đã phải một mình chiến đấu bảo vệ đất nước suốt 30 năm, và giờ Solomon cần Dunbap giúp một việc Đầu tiên thì cô phải tự đi quan sát lại Vương quốc và đảo nổi thì cũng không dùng được nữa, nhưng bộ sưu tập của Dunbap vẫn an toàn, còn một cái nghiêm trọng nữa cũng bị thay đổi, đó là các NPC gần như giống con người, có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Dunbap đã về nhà và gặp lại cô hầu Maria, và đúng là các NPC giờ như người thật, Maria nghĩ cô đã cướp chìa khóa của Dunbap thật để vào đây nên cô đã nói rằng bản thân là học trò của Dunbap tên là Mira. Dunbap thì đang đi đào tạo để huấn luyện thêm binh lính nên Mira mới về đây để gặp Maria và cảm ơn Maria vì đã trông coi nơi này suốt 30 năm. Maria bị thuyết phục thật và quyết định xem Mira cũng như chủ nhân mình. Mira sau đó đã bị cơn buồn vệ sinh hành hạ vì cô không tin được bản thân từng uy nghiêm ra sao mà giờ lại phải ngồi đây và chịu khuất phục bởi cơn buồn vệ sinh này. Vì lỡ hết lên nên Maria đã chạy đến xem thử. Mira đã đuổi đi và không ngờ Maria lại hay lo đến vậy. Đột nhiên cô lại trở lại và cho biết là Solomon cho người đến gọi Mira cô đã quay lại cung điện và Solomon đã giới thiệu Mira trước quan thần. Nhưng là với tư cách học trò của Dunbar, vì giờ mà bảo đây là Dunbar thật thì đất nước này loạn lên mất. Còn lý do chính Mira được gọi đến là vì có người phát hiện ma thú đang xuất hiện trong vương quốc. Chúng xuất hiện ở hai nơi và một nơi đã được Lumina đi xử lý. Còn nơi còn lại sẽ giao cho Mira. Thanh niên hiệp sĩ này không tin tưởng Mira vì cô không có xuất thân rõ ràng nhưng Solomon muốn nhân cơ hội này cho họ xem thử trình độ của Mira. Cô sau đó đã bị hành xác trên chiếc xe bọc thép mà Solomon mới phát triển gần đây chiếc xe rung lắc dữ dội khiến mira ngồi không nổi thanh niên hiệp sĩ ban nãy chê cô có ngần ấy cũng không chịu được mà dám nhận là học trò của đại hiền giả chiếc xe cũng có thể truyền tin và họ biết được đám ma thú lần này cũng đến một nơi như lần trước chúng chỉ đến đó rồi tự đánh nhau và chết ngay tại đó mira thấy còn nhiều điều đang ẩn giấu nên sau nhiệm vụ này cô phải đi tìm hiểu thử cả nhóm sau đó đã đến cánh đồng hoa và thanh niên tài xế đã thả mira với hai người kia xuống đây đám quái đã ngay lập tức xuất hiện và lao lên thì bị thanh niên pháp sư tung gió cắt hết tay và thanh niên hiệp sĩ thì lao đến dứt điểm mira thấy cách đánh này cũng sáng tạo và an toàn cô sau đó tập trung vào tên quỷ dẫn đầu hắn cầm theo một viên đá có thể triệu hồi một quái cấp cao ngẫu nhiên và nó đã gọi ra một con gà mira chỉ đơn giản là gọi kỵ sĩ ra tung một đòn dứt điểm cả đôi nhưng chấp niệm của con quỷ đã nhập vào và hồi sinh con gà thành màu đen nó lần này nhanh hơn và mạnh hơn mira đã để kỵ sĩ cò quay với nó và cầm thử viên đá lên nghịch cô đã biến đổi một con kỵ sĩ bằng viên đá và nó cũng thành quái vật nó vặt một cánh của con gà và bắn ra một tia cực mạnh mira thấy thử nghiệm vậy là đủ vì con này khó để kiểm soát cô chỉ nói nó đánh hoặc dừng lại là hết nên đành cưỡng chế kéo con kỵ sĩ quái vật về và gọi lên vài con kỵ sĩ nữa để đánh luôn chỉ một vài giây con gà đã bị cắt khúc hai người kia cũng nhờ đó mà được chứng thực sức mạnh của mira lúc trở về báo cáo họ tin mira là học trò của dunbap và còn về lý đám quái cứ đâm đầu đến đó chết là để tạo ra đầm lầy của sự chết chóc thứ sẽ sinh ra lũ xác sống đã vậy quỷ còn điều khiển được ma thú thì chắc chắn là có vấn đề Solomon cũng thấy rắc rối chất đống vì cửu hiền giả còn đang mất tích khá nhiều mà một năm nữa hiệp đình hòa bình sẽ kết thúc, nhưng may mắn là Mira đã trở về kịp thời để giải quyết vấn đề. Maria và Mira giờ đây có thể sống chung hạnh phúc với nhau, Maria có người để phục vụ, còn Mira thì có người hầu hạ cơm nước tận răng. Mira không biết phải nói sao với Maria nếu lộ ra việc bản thân chính là đun Mira sau đó lại thấy có xe ngựa từ lâu đài đến nữa nên biết là sắp phải đi tiếp. Mira đã đến lâu đài và trước khi Solomon nói ra vấn đề cần giải quyết thì cô ta cần cô phải đi thử đầu mới. Cô bị người hầu kéo đi và mặc cho mấy bộ đồ của con gái mà cô chẳng hề ưa. Mira biết Lumina mà thấy bộ dạng này kiểu gì cũng cười nhạo nhưng Lumina đã đi bảo vệ biên giới rồi nên khỏi lo. Còn về vấn đề Mira được gọi đến đây thì phải kể từ 10 năm trước. Ba quốc gia sơ khai đã bị quái vật từ trên trời rơi xuống tấn công. Họ đã cùng nhau đánh đuổi được và giờ đã phải khôi phục đất nước, thế là hiệp ước hòa bình được lập ra giữa các nước với nhau. Và sắp tới đây thì hiệp ước đó sẽ kết thúc. Solomon cho biết là các hiền giả khác cũng đã xuất hiện trở lại trên danh sách bạn bè nhưng vẫn chưa chịu ra mặt nên cần Mira đi tìm những hiền giả đó về đây để một lần nữa bảo vệ đất nước chí ít là cũng phải được nửa số đó để sẵn sàng nếu khi hiệp ước kết thúc mà có chiến tranh nổ ra Mira đã chấp nhận nhiệm vụ này và sẵn sàng để lên đường Solomon chẳng biết bắt đầu từ đâu thì Mira chỉ đến chỗ của tường thành vĩ đại sâu thanh niên này có một tòa tháp riêng nên có thể sẽ tìm được manh mối ở đó Solomon sẽ chuẩn bị giấy phép cho Mira và cũng nhờ cô đến đó thì tiện thể giúp thêm một việc nữa mira bất ngờ vì phải đi vào hôm nay vì đã lỡ nói với maria là sẽ về ăn tối trên đường đi thanh niên lái xe vô tình đụng chúng một ai đó cả hai ra xem thử thì hốt hoảng vì đây là xác sống nhưng người dân đi qua thấy xác sống khá bình thường vì gần đây chúng xuất hiện khá nhiều mà chẳng gây hại gì mira nghi ngờ đây là loài dị biệt vì xác sống chỉ hoạt động vào ban đêm sau khi có được giấy phép thì mira vô tình đụng chúng một cô bé có hai người khác chạy đến và cô đã hỏi họ chuyện đang xảy ra Cả hai đều là mạo hiểm giả và cô nhóc này có nhờ họ một điều quá sức nên họ từ chối và cô nhóc này đã khóc lóc chạy đi. Mira muốn nghe thử thì cô nhóc nói là muốn đến hầm ngục bên dưới tháp của sâu vì dưới đó có một cái gương có thể nói chuyện với người chết. Và cô nhóc nghe nói bố mẹ của bản thân đã chết nên muốn xuống xem thử. Hai người kia vì không thể bảo vệ cô nhóc trước sự nguy hiểm dưới kia nên mới từ chối nhưng Mira thì chấp nhận. Cô nhóc sau đó giới thiệu bản thân là Tắc. Còn cô gái đây là Emily, thanh niên này là Jeff. Cả hai cũng sẽ đi theo Mira. Cô sau đó phải chờ hai người kia dẫn đủ người trong đội đến. Ông chú đây là Azevo, còn cô gái pháp sư đây là Frick. Frick thấy thích Mira vì cô trông cute vãi trưỡng. Emily cho biết họ đều là mạo hiểm giả cấp cao. Lúc đến cửa hầm ngục, ai nấy đều không chắc việc Mira có làm ăn được gì không vì gần đây nghề triệu hồi sư như cô khá ít. Mira quyết sẽ thay đổi cách nhìn của họ về nghề này. Vừa vào trong, Mira đã gọi ra một thánh hiệp sĩ để bảo vệ tắc. Bốn người kia thì thấy có quái đến thì liền lao đến chiến đấu và nhanh chóng xử hết nhưng xác bọn quái này tỏa ra mùi quá hôi nên mira không thèm đóng giả nữa mà gọi luôn một van kiri là fina đến mira muốn cô xử hết quái từ đây đến tầng 5 luôn một thể fina đã đi xử rất nhanh chóng mấy tầng đầu và kể cả con boss khổng lồ cũng bị một chiêu kết liễu ngay tức khắc đường đã được dọn sạch nên cả nhóm cứ thế tiến đến chiếc gương có thể nói chuyện được với người chết mira muốn tắt lên thử nhưng cô nhóc dù có gọi tên của cả bố và mẹ thì cũng chẳng hiện lên họ nghĩ gương đã bị hư thì dép lên thử anh ta gọi được hồn của người em gái đã mất trước đây Cả hai anh em sống chung với nhau rất vui vẻ, nhưng cô em sớm có biểu hiện của bệnh. Zep đã đi làm mạo hiểm giả vì nghề này kiếm tiền được nhanh. Khi vừa có được kho báu thì anh ta nghe tin em gái đã sang giai đoạn cuối nên cố chạy về nhưng đã quá muộn. Zep xin lỗi em gái vì không về kịp nhưng em gái không trách mà muốn anh ta cứ sống vui vẻ. A vô cũng muốn anh ta phải sống hạnh phúc để em gái không nuối tiếc. Anh ta đã khoe ra việc bản thân ở trong một tổ đội tuyệt vời và học hỏi được thêm rất nhiều thứ. Hai anh em sau đó đã từ biệt và ai cũng khóc sứt mướt. Mira giờ mới nhận ra những người cô từng xem là NPC cũng có cuộc đời riêng. Cô sau đó đã có thể xác nhận là bố mẹ của Tắc chưa chết, vì có lẽ mất tích trên 5 năm nên hội mạo hiểm giả mới nghĩ là họ đã chết. Mira sau đó làm thử việc mà Solomon nhờ, đó là gọi hồn của một chuyên gia về xác chết. Cô thử dội nước thánh mà người đó từng đem theo bên mình lên gương nhưng mãi chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ là bản thân không đủ duyên với người đó nên không gọi được. Mira sau đó có hỏi dép đã ổn chưa thì anh ta ngoài mặt vẫn ổn nhưng răng hơi nghiến lại. Mira sau đó có nhờ họ đưa tắc về giúp vì cô còn việc phải xuống tầng 6. Nhưng họ vẫn muốn đi theo vì nghĩ dưới đó sẽ thú vị. Cô cũng muốn ở cùng họ thêm nên quyết định đưa họ đi theo. Lúc đi xuống dưới, Emily có hỏi về người mà Mira định gọi hồn vì cô cũng từng gặp qua ông ta. Ông ta có thói quen là đi đâu gặp ai cũng vẩy nước thành tùm lum. Cô cũng từ đó mà đoán ra việc Mira muốn gặp người đó là điều tra về việc quỷ xuất hiện thường xuyên. Một tuần nay đã có ba nơi thông báo về việc quỷ xuất hiện. Mira thấy vụ này càng đáng ngờ nhưng giờ cô đang thấy buồn đi ngoài nên vừa thấy lâu đài của sâu thì cô đã chạy đến và dùng phép mở cửa để vào luôn cô muốn tất cả ở lại đây vì cô sắp làm một việc bí mật vừa chạy vào trong mira đã chạy đi tìm nhà vệ sinh vì cần giải quyết vấn đề cô sau đó đã thăm dò sự sống và thấy năm người kia vẫn ở bên ngoài mira đã chạy lên tầng cao nhất để tìm dấu hiệu sự sống của sâu thì chỉ phát hiện một cái sảnh với rất nhiều xác chết của các cô hầu được sâu đặt ở đây có một tia sự sống lẻ loi là từ cô gái trên này Cô không hiểu sao sâu lại để một cô gái sắp chết ở đây nên đã vào sâu hơn để điều tra. Cô tìm được phòng làm việc của sâu và tiện thể thó vài bộ đồ mặc thử nhưng chúng đều quá rộng. Cô đã điều tra về giấy tờ thì biết sâu đang tìm một thứ dạng như chén thánh có thể giúp lấy lại sự sống. Cô ra kiểm tra cô gái kia thì cô gái này có dính phép ngưng động thời gian. Hẳn là sâu đã ngưng động và tìm chén thánh về để cứu cô gái này. Vì trước khi lúc còn là đun bắp thì cô đã có biết về việc sâu muốn cứu cô gái này. Cô thấy sâu có vẻ cũng đã thay đổi vì cô gái này. Mira trở lại với nhóm mạo hiểm giả và hai cô gái trong hội đang sợ co rúm vì phát hiện một căn phòng chứa toàn cơ thể của các hầu gái mà sâu ở đây giấu. Hai hước là mấy cô gái thì sợ còn những chàng trai lại tỏ ra như chưa có gì, cả nhóm sau đó ra về và vô tình chạm mặt một con quỷ cấp cao. Mira thấy con này cũng ở hạng 3 nên hỏi có ai đánh lại không thì cả nhóm chịu nên Mira muốn tất cả lùi lại. Tuy nhiên họ nói bản thân sẵn sàng câu giờ cho Mira triệu hồi. Mira không cần nên lao lên một một với con quỷ, cô gọi ra hiệp sĩ và đỡ được một đòn từ tên quỷ hai bên đã giới thiệu và cô nhận bản thân là triệu hồi sư nên tên quỷ nghĩ chỉ cần hạ được kỵ sĩ là ăn hắn vung một đòn hạ gục kỵ sĩ nhưng khi hạ được kỵ sĩ thì mira chuyển qua sử dụng nhu quyền kết hợp tiên thuật và đấm con quỷ ra bã đúng kiểu pháp sư chơi hệ vật lý cô đã vòng ra sau lưng nó rồi trèo lên đầu nó để dùng kỹ năng dạng nổ cô đã lên một cấp bậc mới và lao đến và hắn ra bã nhưng hắn dù đã chịu hàng tấn đòn thì vẫn đứng lên đánh tiếp nên mira khai mở con mắt tiên thuật để khóa hắn lại và cho kiếm sĩ xuyên từ phía sau ai nấy bất ngờ vì mira mạnh đến như vậy mira sau đó mới tự giới thiệu bản thân là đệ tử của đun bap lừng danh ai nấy đều tin khiến mira có vẻ bất ngờ khi chẳng ai nghĩ cô nói chơi vì nhìn cô thể hiện như vậy thì ai mà dám nghĩ là cô nói chơi được cả nhóm sau đó đã ra về và dự định mở tiệc thì ngỡ ngàng khi cả thị trấn đang ngập trong lửa bởi đàn xác sống từ đâu kéo đến đám xác sống đông đúc nên cả nhóm không tài nào dọn hết được chưa kể lũ này phải diệt tận gốc nếu không sẽ lại hồi phục mira gặp lại thanh niên lái xe cho cô lúc đầu cô nhận xử lý nơi này để anh ta đi báo cáo lại cho công hội mira gọi đến bảy vankiri Chào hỏi nhau vài câu thì mira cho bảy người đi xử lý hết lũ zombie cả bảy người đều không kém cạnh nhau khi lần lượt hạ đi phần lớn đám xác sống đột nhiên chị cả đến chỗ mira và cho cô biết trên trời xuất hiện một luồng sức mạnh báo hiệu là có quỷ sắp đến mira không lo lắng mà cho các vaki tự lo họ cùng nhau dùng chiêu kết hợp vào một phát dọn sạch cả bầu trời sau cuộc chiến cả nhóm mạo hiểm giả trở về ăn mừng cả nhóm gặp được đoàn trưởng và bắt đầu chia tiền ai cũng ngại lấy vì phần lớn công là của mira nhưng mira cũng quý nên chia hết cho họ Mira có hơi nghi ngờ đoàn trưởng vì anh ta nhấc được cây liềm của quỷ một cách nhẹ nhàng trong khi anh chàng đô con nhất hội cũng khá khó khăn khi cầm nó lên. Cuối buổi lúc ra về, đoàn trưởng ngỏ lời mời Mira đi ăn và đưa trước địa chỉ. Sáng hôm sau Mira đưa Tác đi kiểm tra tương thích với ma pháp. Tác hoàn toàn có triển vọng nên Mira hy vọng một ngày nào đó sẽ được hội ngộ lại với cô nhóc. Mira sau đó thấy được một bộ đồ ưng ý nên mua luôn và mặc đến buổi hẹn với đoàn trưởng. Bằng sự nhạy bén của mình anh ta đã nghi ngờ chính Mira là đun bất khiến cô phải khịa ra một lý do để biện minh. Đoàn trưởng kể ra câu chuyện của mình rằng, lúc anh mới nhận thức được bản thân đã bị dịch chuyển vào game là lúc anh đang cứu một cô gái. Anh diệt hết đám yêu tinh và cảm nhận được mọi thứ xung quanh, các NPC cũng không như trước, cho nên anh nghĩ ra cách là dạy dân làng làm thuốc và tự vệ. Sau khi dạy đủ những thứ cần thiết thì anh đã lên đường đến vương quốc để gặp Solomon. Và giờ anh đã gây dựng được một hội như này, nhưng anh vẫn cần Mira giúp đỡ. Mira xin lỗi vì bản thân rất bận nên sẽ không thể vào hội của anh, nhưng nếu anh cần cô giúp thì cô sẵn lòng. Đổi lại Mira nhờ anh điều tra giúp một chuyện Xong xuôi ở thị trấn thì Mira cũng lên đường trở về Mira được mọi người tặng cho khá nhiều quá Về đến vương quốc Mira khoe với Solomon chiếc áo mới có Solomon chỉ biết cười khiến Mira chẳng hiểu gì Về đến nhà thì cô mới ngỡ ngàng khi chiếc áo cô đang mặc là chiếc áo được người ta đạo nhái từ chính chiếc áo gốc của cô nhưng là với size trẻ con Hình tượng của bản thân bỗng chốc trở lại thành một đứa trẻ nên Mira cay đỏ chín Ngày hôm sau, Mira được Maria gọi dậy Cô nghĩ bản thân đã làm phiền Maria Nhưng cô thấy vinh dự khi được phục vụ cho đệ tử của Dunbap vì hôm nay là ngày nghỉ mà cô đã có được từ solomon cô quyết định sẽ đi chơi một chuyến ngày hôm trước lúc cô đang trở về thanh niên lái xe lại phanh gấp khiến cô nghĩ cậu ta lại hút chúng ai nữa nhưng cậu ta dừng là vì có con mèo nhảy ra giữa đường mira nhận ra con mèo này là thức thần của âm dương sư nào đó đột nhiên một tinh linh gió xuất hiện tấn công cả hai vì nghĩ cả hai bắt mèo của cô mira đã phải giải thích thì cô mới chịu đừng lại cô xin lỗi vì vừa bị con người tấn công cô kể lại rằng có một đám người xuất hiện ở hồ nên cô đã sợ quá mà chạy trốn vào làng con mèo này đã giúp cô đánh đuổi những người đó, nhưng cô không hề biết chủ nhân của con mèo này là ai. Lúc về đến lâu đài, cô giao lại đống tài liệu lấy được từ chỗ của sâu cho Solomon xử lý. Cậu ta đùn lại cho trợ lý và rồi cho người đến thay đồ cho Mira. Những cô hầu này rất thích được thay đồ và chơi đùa với Mira. Họ đã vào làm cái vèo và Mira đã có bộ đồ mới. Và bộ đồ này có thể giúp gia tăng phép thuật nên chẳng phải cho đẹp không. Mira biết vụ này là do Solomon bày ra. Mira thấy Solomon đúng là tiểu quỷ vì toàn dùng mấy lời ngon ngọt để dụ dỗ người khác làm việc nhắc đến quỷ thì Mira nhớ lại vụ việc chạm trán con quỷ hạng ba kia. Cộng thêm việc cô nghe được từ hội trưởng là một kết giới dưới lăng mộ cổ đã bị phá vỡ, đột nhiên Solomon lại gọi người vào và làm ra một bàn đồ ăn cho Mira sơi. Nhưng trước khi sơi thì lại bị thay đổi, ăn uống xong thì Mira có nói về việc tinh linh bị tấn công và được một thức thần của một âm dương sư giúp đỡ. Dựa vào cách đặt tên thì cả hai cũng đoán được âm dương sư đó là ai, còn về việc tinh linh bị tấn công thì gần đây. Solomon có nghe đến một băng nhóm đang bắt cóc các tinh linh, cô nghĩ là sẽ phải điều tra thêm. Solomon lại gọi người vào thay đồ và hành Mira đến kiệt sức Mira sau đó có nói về việc Solomon đã cùng hội trưởng kia ban lệnh cấm một cho một khu rừng nơi này liên tục xuất hiện kho báu khiến cuộc chiến tranh giành liên tục xảy ra Solomon vẫn chưa biết hội trưởng bên kia là ai thì cô cho biết người đó tên là Sezo và cũng là người chơi như họ Solomon sẽ liên lạc với bên kia và cho Mira vài ngày nghỉ vì hẳn cô cũng đã mệt cô sau đó có đi mua một cuốn sổ tay và mang về ghi chép lại mấy cái phép đột nhiên trợ lý của Solomon có gọi đến anh ta đang xem xét lại mấy cái ghi chép thì có một cái cần mira đến xác nhận mira vẫn sẽ đến mặc dù biết điều đó đồng nghĩa với việc mất toi ngày nghỉ cô sau đó đến gặp solomon và lý do cậu ta gọi đến là vì mấy nguyên liệu mà sâu cần để tạo ra chén thánh lại có ở phía nam nhưng vị trí chính xác thì họ không xác định được nên cần mira đến một thư viện cổ nơi mà họ đã từng cùng nhau đến trong quá trình lập nên vương quốc này nhưng mira cho rằng nơi đó không cho lấy sách đi thì solomon chỉ cách là họ có thể lưu thông tin trong sách và những cuốn sách chống này Tài liệu Solomon cần sẽ ở tầng 3 trong khi Mira nhớ là nơi đó chỉ có 2 tầng, vì để vào tầng 3 cần có một loại quặng mà giờ nhân lực đi kiếm quặng không có nên Solomon liếc qua Mira. Có điều lần này cô nhất quyết không đi nên chỉ cho Solomon mượn con mèo và một kỵ sĩ. Cả nhóm đã đến một khu mỏ và con mèo đã chỉ cho thanh niên lái xe chỗ để đào quặng. Cậu ta đào lên thì có thật và lúc định ra về thì có một con gấu đứng ra chặn đường. Họ nghĩ đây là cơ hội cho kỵ sĩ thể hiện. Kỵ sĩ đã tấn công liên liệu nhưng con gấu vẫn chặn được hết và rồi lấy miệng cắn gãy kiếm và rồi và nát kỵ sĩ lumina giờ đã về và mira đột nhiên cảm nhận được chuyện không lành con mèo và thanh niên lái xe muốn đánh lạc hướng con gấu để hai người kia chạy về xe nhưng con gấu lại nhắm vào hai người kia và đúng lúc này thì một trong chín vị hiền giả đã xuất hiện cô là người đã phát triển tiên thuật và liên tục đấm con gấu cô tung một cước đá vỡ mùng con gấu rồi dội liên tục cả đống đòn vào nó cô chặn lại đòn từ con gấu và kết thúc bằng một cú đấm như tên lửa kỵ sĩ sau đó đã hồi phục và cô gái kia muốn được đấu thử nhưng thanh niên lái xe không phải người gọi ra kỵ sĩ nên muốn cô đi theo để gặp chủ nhân của kỵ sĩ luôn nếu muốn nhưng cô chưa muốn về nhà vội nên đành quay đi còn mira thì cảm thấy không ổn là vì cần đi vệ sinh thanh niên lái xe đã quay về và còn mang theo cả quặng vừa đào được cậu ta có kể về việc mà họ đã gặp và được một cô gái dùng tiên thuật với quả tóc hai búi cứu giúp cả ba đều nhận ra đó là ai họ không hiểu sao cô ta ở gần đây mà chẳng về trò hỏi một câu nhưng lumina biết nhỏ mà về là bị ai đó bóc lột ngay và vì giờ đã có quặng nên mira cũng không muốn chậm trễ nữa mà lên đường luôn mira đã tóm tắt kế hoạch lúc này là đi tìm sâu bằng cách đến thư viện và tìm nơi mà sâu đang đến để tìm nguyên liệu cho chén thánh và cái quặng vừa được mang về là chìa khóa lối để xuống thư viện đó thì lại nằm dưới cái học viện này cô đứng ngoài cửa nhìn vào thì bị một giáo viên là hinata phát hiện cô nghĩ mira đến theo học nhưng mira vốn đã là pháp sư nghe việc mira là triệu hồi sư thì hinata trưng ra cái mặt thấy ghê vì cô cũng dạy về thuật triệu hồi và học sinh chẳng được bao nhiêu Giáo viên không có học sinh thì cũng chỉ biết chạy loanh quanh khiến Hinata rất sầu, nhưng nhờ sách mà trợ lý ở nhà Mira làm ra thì thuật triệu hồi này sẽ sớm phát triển. Và đoán xem, sách đó là do Mira viết nên và đưa cho trợ lý. Hinata thấy Mira là mạo hiểm giả cấp cao bởi cái vòng này nên cũng flex nhẹ mấy con mà cô khế ước được, nhưng Mira thấy mấy con đó toàn cơ bản nên Hinata xin cô giúp đỡ trong việc phát triển thuật triệu hồi, vì ở trường này sắp tới sẽ có một buổi kiểm tra, nếu được chấp nhận thì khoa đó sẽ được cấp ngân sách để nghiên cứu thêm và thuật triệu hồi đã mấy lần liền xếp best nên mira không thể làm ngơ khi thấy thuật triệu hồi đang dần bị suy thoái đột nhiên một vài tên của khoa ma pháp đứng ra tự mãn và xem thường cả mira chỉ là một con nhóc và cái khoa triệu hồi thuật này sẽ sớm lụi tàn hinata cũng chẳng có hy vọng vượt qua được khoa ma thuật vì tên vừa rồi là quý tộc và có rất nhiều ma lực nhưng mira thấy mấy tên như quý tộc đây thì đâu đâu chả có lúc ở buổi kiểm tra mira ngồi đăm chiêu suy nghĩ về thứ cô nên triệu hồi để khiến cả khu này trầm trồ con rồng thì to quá tên ở khoa ma thuật đã biểu diễn trước tên này dùng toàn mấy phép lửa nhìn khá cơ bản và không quá mạnh mira chê lên chê xuống nên hinata cho biết hội đồng chấm điểm dựa trên chỉ tiêu là đẹp và hoa mỹ đồng thời phải ứng dụng được vào thực tế sau đó là màn biểu diễn của thánh thuật âm dương thuật tiên thuật thuốc ma thuật dụng cụ ma thuật tử linh thuật cuối cùng là triệu hồi thuật mira rất tự tin vì mấy cái trước đó chỉ là mũi cô sau đó đã ra sân tạo nên một phép mà giám khảo nhận ra chỉ pháp sư cấp cao mới làm được cô sau đó đã gọi xuống thiên thần mà cô đã khế ước tên là leticia cô nhận ra chủ nhân đã khác trước và cũng đã viết một bài mới để tặng chủ nhân nhưng mira cần cô hát lên một bài có tác dụng xoa dịu tâm hồn xong bài hát thì mira cho thiên thần phá hình nộm kia chỉ với một tiếng hát chỉ cần như vậy là mira đã khiến người ta nhìn ra được thuật triệu hồi có thể mạnh đến đâu chỉ bằng việc khế ước với đúng tinh linh thanh niên quý tộc kia không phục và cho rằng cô đã gian lận nhưng giám khảo cho cả hai quyết đấu nếu cần thiết thanh niên kia vừa vào cuộc đã lùi lại để niệm phép thì mira đã cho kỵ sĩ bao vây khóa mõm lại Thanh niên này vẫn nghĩ cô ăn gian nên cô gọi cả tá kỵ sĩ lên cho thanh niên này sáng mắt. Trợ lý cũ của Mira là Zeus vô tình thấy được nên sau đó có gọi cô quay lại vào trong và muốn đấu một trận để kiểm tra thử. Mira cũng muốn xem thử Zeus trong 30 năm qua học hành như nào và liệu có xứng đáng làm người đại diện cho một trưởng lão như cô. Anh ta liên tục gọi ra thánh hiệp sĩ để chống lại kỵ sĩ của Mira. Cô sau đó rơi vào bẫy thì cho kỵ sĩ cắt dây xích đi. Ngay khi Zeus nhận ra thì anh ta đã bị kỵ sĩ bao vây và nhận thua. Zeus nhận ra ngay Mira chính là đan Báp vì anh đã theo học cô lâu như vậy thì đâu dễ gì bị qua mặt. Mira đành thừa nhận và biết chuyện này sớm muộn gì cũng lộ nên sắp tới có khi sẽ nói cho Maria biết luôn. Tối đó, cả hai đã mời Hinata đến trò chuyện và cô khá sốc khi được gặp người đại diện cho trưởng lão khoa triệu hồi như Zeus và còn được gặp cả đệ tử của hiền giả đan Báp. Mira và Zeus đã bàn về việc sẽ vào thư viện dưới trường này và Zeus đã xin hiệu trưởng giấy phép để vào. Hinata muốn đi theo vì việc này có thể sẽ giúp cô trong việc học tập luôn. Và ngày hôm sau, Cả ba đã chính thức bước vào thư viện dưới lòng đất. Nơi này vẫn còn khá mới vì thường xuyên có thuật bảo quản. Người ta xem đây như hầm ngục nhưng đây vốn dĩ là kho tài liệu. Đám quái trong này cũng toàn bọn tép diêu. Mira định xử thì Hinata muốn cả hai đánh giá cô xem như thế nào. Cả hai đều để cô thể hiện thử cô đã gọi ra Salamander nhưng nhìn hơi a à đùi. Có điều khè lửa thì vẫn tốt và đủ để dọn quái. Zeot cho biết là cô nên tập cho con này di chuyển nhanh hơn nữa là được. Vẫn còn quái nên Mira muốn Zeot gọi thử Salamander của anh ra làm mẫu cho Hinata xem thử và con của Zeus thì đúng nghĩa là con nhà người ta, nhanh hơn, ngầu hơn nhưng thay vì phun lửa thì nó chơi bọc lửa lên người rồi đánh. Xong việc thì cả ba đã đến được nơi để đặt quặng lên và mở ra cánh cổng để đến tầng thứ ba, thế nhưng cửa thật ở sau này không phải cái sáng kia. Đi một đoạn thì cả ba bị chặn lại bởi hai bộ giáp mà có vẻ là gỡ lem canh cửa. Mira quyết định thể hiện chút và gọi Salamander của cô ra. Con này có hai sừng và chẳng khác gì con rồng không cánh. Nhưng vì con này có thể dùng lửa tốt nên bay được mà chẳng cần cánh, nó giã tỏa đủ nhiệt để thiêu đốt cả hai con gỡ lem và mở ra cánh cửa để đi tiếp. Hinata thấy đỉnh cao của thuật triệu hồi này nó cao quá, với sự không nổi. Cả ba sau đó vào trong và Zeus xem qua sách mà Mira cần thì nó ở khu này trên bản đồ. Vì từng là thư viện nên nhiều người vào và làm ra bản đồ thì cũng đúng. Mira định bay đi lấy thì Zeus cản lại vì không đi đúng lộ trình cũng sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ. Zeus đã dẫn họ đi và cả ba sau đó kẹt lại ở chỗ một khối Rubik 5x5. Mira và Zeus mà giải cũng tốn cả mớ thời gian nhưng Hinata đã giải cái vẻo vì cô ít khi có tiết dạy nên toàn lấy mấy cái này ra giải để giết thời gian cả hai sau đó đã đến được một tảng đá và thứ này có khắc linh ngôn cả ba đều không đọc được nên mira đã gọi đến một tinh linh là pam zeus cho biết pam là tinh linh cầu vồng có khả năng lưu giữ ký ức mỗi lần chuyển kiếp pam đã đọc được và cho biết cách mở cửa là phải xoay 10 tượng đá này theo vị trí nhất định pam cũng đọc luôn vị trí và thành công mở được cửa mira định cho pam về thì nhỏ làm nũng không chịu họ sau đó đã đến chỗ sách cần lấy và bắt đầu sao chép thông tin qua giấy mira đã để pam đi đâu đó chơi Đột nhiên Pam quay lại với một cuốn sách, cô nhóc đã kích hoạt cơ chế chống trộm nên Mira đã đưa nhỏ chạy đi né khỏi mấy con quái bảo vệ sách. Zeus đã cưỡi chim đến đón cả hai và cuốn sách cũng tự bị đưa về chỗ cũ. Cả ba đã lấy đủ thông tin nên giờ có thể ra về. Mira đã kể cho Solomon và cậu ta thấy Hinata giải được cục Rubik đó thì cũng có tài phết. Với cả việc Mira đã thú nhận với Zeus thì cô cũng nên sớm thú nhận luôn với cả Maria. Cô sau đó đã ra đồng vắng để gọi con rồng ra. Nó không biết từ khi nào cha lại trở thành mẹ, nhưng nó cũng mừng vì có một người mẹ. 30 năm qua nó không được gặp cô thì đã phải sống ở Long Đô cùng đồng loại, nó cũng biến được thành người nhờ một cô gái chỉ dạy. Mira thấy có lỗi với Maria vì đã để cô một mình suốt 30 năm, cô sau đó đã cùng con rồng trở về. Cô sau đó đã về và không biết phải mở lời ra sao, cô đã định nói nhưng rồi lại chỉ nhờ Maria làm trà. Cô sau đó lại định nói thì Maria cho rằng bản thân đã biết, đó là biết sở thích ăn bánh quế của Danbap. Cô sau đó lại định nói thì Maria lấy ra đồ mà cô đã làm cho Mira và cả Danbap. Maria dưng dưng vì không biết bao giờ đun báp về. Nhưng Mira muốn cô từ giờ không cần phải lo cho đan báp nữa, vì cô chính là đan báp. Maria muốn cô chứng minh thì cô nhớ ra khế ước giữa cả hai đã hết hạn và giờ cô sẽ tái lập khế ước để chứng minh. Và khế ước lại diễn ra một lần nữa. Maria đã vui mừng vì chủ nhân cuối cùng cũng đã về. Maria thấy cô rất tệ vì không nói sớm nhưng cô chỉ là không biết nói sao với Maria khi ở hình dáng này. Tối đi ngủ, Maria đã đến xin được ngủ chung với Mira. Vì giờ cô là thiếu nữ chứ không phải ông lão như trước, Maria xin được đi cùng Mira trong chuyến đi sắp tới nhưng Mira từ chối thẳng sáng hôm sau mira đã lên đường và dùng ngựa bay thay vì rồng để tránh gây chú ý nhiệm vụ của mira sẽ là đến khu rừng mà sâu có thể sẽ đến để lấy rễ cây của thần thụ và vì sâu có thể đã rời đi nên họ chỉ cần tìm dấu vết gì đó còn sót lại nên mira sẽ đến xem thử và gần khu rừng đó có một khu rừng khác thì solomon nhờ mira đến lụng ít nguyên liệu về để cậu ta chế ra vũ khí bí mật cạnh đấy cũng có một thành trì nên mệt thì cứ nghỉ lại cô sau đó có đụng chúng một con đại bàng đáng ra phải sống ở cực bắc thay vì ở phía nam này cô đã thấy cây đại thụ ở kia nhưng đi ba tiếng liền mà vẫn chưa đến sẵn thấy cái thành trì thì cô xuống nghỉ lại cô thấy quân lính trong này đang phải tích cực sửa lại thành cô đã nói bản thân là một mạo hiểm giả và muốn biết chuyện đã xảy ra họ cho biết những quái vật vốn không sống ở đây xuất hiện tấn công ban đầu thì háo hức vì chúng sẽ bán được giá nhưng sau đó thì có một con khỉ đột đã dần đàn đến tấn công họ có thể đêm nay chúng sẽ lại đến sẵn thấy cô đến đây bằng ngựa bay nên họ muốn nhờ cô mang một người bị thương đi cứu chữa hoặc ít nhất không chữa được thì đưa người này về với gia đình mira đã đi xem thử thì biết cô gái này đã dính một loại độc không có ở vùng này độc này khiến thuốc hồi phục bị giảm hiệu lực cô biết được cách thì mira đã gọi ra một con bạch xà nó đã hút đi độc trên người cô gái và sau đó thành công cứu được cô gái ông chú đây đã từng nghe danh của con bạch xà này nên cũng thấy cô có thuật triệu hồi thật tuyệt vời cô sau đó muốn cùng mọi người đi xử lý con khỉ đột kia nữa ông chú cho biết giờ này hẳn là nó đang đi kiếm ăn những người biết về sức mạnh của cô và sự đa dụng của thuật triệu hồi đều muốn đi theo nhưng mấy người trẻ mù tịt về kiến thức thì lại cho rằng việc đó là không thể nhưng ông chú và thanh niên chỉ huy đều tin tưởng cô cô sau đó gọi ra một con thánh hiệp sĩ có tác dụng chính là phòng thủ và để những chiến binh đây chiến đấu ai nấy đều quyết định tin tưởng vào cô và sau đó là tập trung vào việc chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng lên đường họ đã cùng nhau đi tìm con khỉ đột và vì nó quá hung hăng nên cũng chẳng con muông thú nào ở quanh đây nữa đột nhiên cả đoàn nghe tiếng của con khỉ đột đó nên mira muốn ở lại dụ khỉ còn họ cứ đi bố trí đội hình đàn khỉ sau đó đã chạm mặt mira nhưng ông chú vẫn tin cô sẽ trụ vững mà muốn họ cứ tiếp tục giàn trận mira quyết định xử lý hết mấy con tầm trung và rồi dụ con đầu đàn cùng mấy con nhỏ để chỗ trận hình ai nấy đã ra xử mấy con nhỏ trước và rồi vây lại áp đảo con đầu đàn nó cô đánh trả thì mira cho hiệp sĩ ra đỡ cô gọi thêm hiệp sĩ ra để họ có thể tự tin đánh mà không sợ bị thương họ cứ thế quần với con khỉ đến chiều con khỉ đã dần kiệt sức họ cũng không khá hơn là bao nhưng số đông lại là thế mạnh của họ mira đã cho hiệp sĩ ép con khỉ lại họ đã ném hai thanh kie vào để giữ chân nó và để thanh niên chỉ huy đã lao đến dứt điểm mira đã cố ý không dùng mấy con dạng tấn công là vì muốn để họ tự đánh và rồi tối đến họ có thể mở tiệc ăn mừng vì đã mạnh mẽ hơn tối đó cô đã gặp một người phụ trách việc xây dựng ở đây người này cũng là một người chơi cậu ta không biết nhiều về vụ mấy sinh vật bị đổi môi trường sống cô sáng hôm sau đã rời đi và đến được cây cổ thụ cô đã gặp những trưởng lão của cây và hỏi về việc có ai đến xin dễ thì vẫn có một người với mô tả giống như sâu cô đã có thông tin thì trả ơn họ bằng một hộp bánh nhưng họ muốn cô đi vệ sinh ở đây là được vì cô có ma lực dồi dào. Đột nhiên cô buồn đi và họ đã liên tục mùi trài để cô xả ngay tại đây để cung cấp ma lực cho cây đơm hoa kết trái. Cô sau đó đã cưỡi ngựa đến một hồ nước của khu rừng bên cạnh. Con ngựa được đám thú rừng vây quanh và Mira thấy thích với con thỏ mà xanh này. Nó lẩn tránh cô nên con ngựa đã nói đỡ với con thỏ để nó cho cô vuốt ve. Xong việc thì cô đã thả con ngựa quay về để lên đường đi tìm. Nhưng đám thú lại bám theo vì nghĩ cô là sếp của con ngựa. Cô phải gọi con mèo ra và nhờ nó đuổi đám thú kia đi vì nơi cô sắp đến rất nguy hiểm. Con mèo đuổi xong thì quyết định đi với Mira, vào trong hang tối thì mèo dùng mắt để chiếu sáng và rồi dùng giấy thông hành Solomon cho để qua cửa. Cô muốn đuổi con mèo về thì nó thấy cô quá đáng. Cô thấy nó cũng hết thuốc chữa nên đành cho đi theo. Cả hai đã dùng lá và trượt qua một đường hầm và đến được nơi để bắt đầu tìm kiếm đồ mà Solomon nhờ. Cả hai đi dọc theo những thân cây và cuối cùng cũng tìm được hạt đầu tiên, vì cần thêm nên con mèo đã đổi sang mũi lợn để đi tìm con mèo đánh hơi được và giúp cô tìm được phân nửa. Đúng lúc này thì ba cái cây ma đến tấn công nên Mira đã gọi ra khiên của hiệp sĩ và kiếm của kỵ sĩ. Đồng thời dùng tiên thuật đấm bay một cái cây, con mèo đã lấy viên ngọc từ mấy cái cây để mang theo và sau đó thì cùng Mira tìm đủ 10 hạt rồi mới ra về. Cô sau đó lần theo mấy bông hoa xanh này để trở về. Giữa đường cả hai đã gặp mấy hộp kho báu. Đây là lý do mà hội trường với Solomon ban lệnh cấm vào nơi này. Cả hai đã thó một hộp đi và trong đó là mảnh cây đại thụ và Lumina đang cần nên họ mang về luôn lúc đến gặp bông hoa xanh to lớn thì nó cần một viên ngọc để làm lộ phí con mèo lấy viên nó thó được từ mấy cái cây thì nó là thứ cần thiết để ra nên cái cây đã ngậm cả hai và đưa đến lối ra cả hai sau đó chật nước và ra được bên ngoài cô sau đó có chạm mặt một tên bịt mặt tên này nghĩ cô là tinh linh nhưng không phải nên kiếm cớ bỏ đi cô nghi ngờ tên này có vấn đề nên đã bám theo và phát hiện tên này đang nhắm đến một tinh linh nhưng một âm dương sư đã lao ra chiến đấu để bảo vệ tinh linh đó và bị tên kia chém trúng một nhát anh ta dùng thuật để đổi sát thương qua cho địch và gọi một phân thân ra để khống chế nhưng âm dương sư nhận ra bản thân đã dính thuốc mê và sắp bị tên kia xử thì mira đã gọi khiên ra chặn đòn cô sau đó hất hắn đi và tìm đến nhằm xử lý triệt để cô liên tục tung tiên thuật nên hắn đã dùng một lọ thuốc gì đó để đánh trả cứ nghĩ cô đã chịu ảnh hưởng từ thuốc thì cô đã dùng tiên nhãn để khống chế lại hắn hắn đã gục và âm dương sư ban nãy đã cùng đồng đội đến chào hỏi mira một câu cả hai đều thuộc liên minh bảo vệ tinh linh và chiến đấu với cái băng đảng đang săn lùng tinh linh gần đây con mèo chắc chắn cả hai là người tốt và Mira nghi ngờ vụ việc này có thể liên quan đến vụ của con mèo và tinh linh gió lần trước. Cô muốn đi cùng cả hai về căn cứ để gặp người thủ lĩnh. Họ sau đó đã trói tên này lại và đem về thẩm vấn. Tối đó, Mira có hỏi thêm thông tin từ hai âm dương sư thì họ không biết đám này định làm gì với các tinh linh, nhưng nhờ cô mà họ đã bắt được một tên và có thể tra ra gì đó. Mira quyết định sẽ đến gặp cái liên minh này sau vì giờ trước mắt là nên trở về với Solomon để báo cáo. Trên đường cô có gặp một trại thương nhân nên đã xuống mua ít đồ lưu niệm. Cô vô tình gặp lại Sejo và hai cô gái trong đoàn mạo hiểm giả. Cả nhóm đã ngồi lại ăn một bữa và Emily cho biết những người khác đang ở đoàn số 2 và cậu nhóc Tắc cũng đang học tập để làm thánh pháp sư. Mira đã cảnh báo cho Sejo về đám khỉ và cả lũ săn tinh linh để anh ta biết mà đề phòng. Và để đáp lễ thì Sejo cũng kể cho cô nghe về những câu chuyện phiêu lưu mà anh ta đã có gần đây, đặc biệt trong đó là có một thị trấn mang tên Anh hùng đen. Nhiều năm trước, nơi đó từng bị quái vật xâm chiếm và một vị anh hùng mặc đồ đen đã đi ngang qua và cho lũ quái thành cho bụi để tri ân thì người ta đã đặt tên thị trấn như vậy mira biết đó là một trong các hiền giả vì người này cũng mặc đồ đen và không giỏi giao tiếp với mọi người cô quyết định sẽ đến đó nếu có dịp dép sau đó chạy vào thông báo việc đoán thương nhân bị tấn công lũ quái đã cướp một xe và bỏ vào rừng cả nhóm đã bám theo và có người đang gặp rắc rối nên mira đã cho kỵ sĩ ra ứng cứu hỏi thăm tình hình thì quái đã mang hàng hóa trốn vào rừng nên xe dô cho người kia về và cả nhóm sẽ đi vào sâu hơn nhưng đi một lúc thì họ nhận ra họ đang đi vòng vòng một chỗ mira đã gọi đến hai tinh linh của rừng và nhờ họ giúp tìm ra lối đi giúp Cả hai đã quét qua một lượt thì thấy khu vực này không còn tinh linh nào canh gác nên mới gây ra sự biến đổi này. Suy cho cùng vẫn là do đám săn tinh linh kia, hai tinh linh đã mở đường cho họ và cả nhóm đã chạm mặt một đàn sư tử. Đám này có hai con dẫn đầu là một con vàng với bạc, Mira chọn con vàng và Sejo nhận con bạc. Những người còn lại thì xử đám lâu bâu, Mira đã vào trận và dùng khiên chặn đòn từ con sư tử. Cô đã tung tiên thuật và rồi cho khiên đập nó xuống và kết liễu bằng một thanh kiếm, Sejo thì cũng xử nhanh trong một nhát. Cô muốn giúp ba người sau kia thì Sejo muốn cô giúp ít thôi vì anh muốn họ mạnh hơn. Cô đã chỉ dùng khiên để bảo vệ cả ba và sau khi đốt đám sư tử thì cô có phát hiện một phiến đá. Vừa chạm vào tâm trí cô đã bị đưa về quá khứ và gặp một đoàn hành hương. Cô đã bắt chuyện với một người và hiểu đại khái về vụ đảo lộ này. Cô sau đó cũng có hỏi họ đang đi đâu thì họ đều đang đi đến cổng thiên đường. Cô cũng không còn nhiều thời gian nên bị đưa về lại và cô không hề có nhiều ký ức về cuộc gặp mặt vừa rồi. Mira sau đó đã cho hai tinh linh làm sạch lại khu rừng và rồi lên ngựa ra về đang sắp về đến nơi thì cô phát hiện có cháy nên đã đến thị trấn xem thử thanh niên lái xe tìm đến cho biết là họ bị quái vật tấn công và lần này chúng mang theo số lượng cực kỳ lớn cậu ta cần mira đến gặp solomon ngay lập tức nhưng cô muốn xử đám này trước bằng một hiệp sĩ và một kỵ sĩ khổng lồ solomon lúc này nhận được tin rằng lũ quái đã lên đến con số 10.000. cũng giống như trước đây nhưng lần này thì không còn toàn bộ hiền giả để cùng nhau đối phó solomon đã buộc phải gọi cả lumina đến trong lòng thì thầm mong mira về sớm quân lính đang chống chọi với lũ quái cũng thấy đỡ vì quái đông nên không cần nhắm mục tiêu lumina bị gọi về nhưng trên đường cô lại bị quái chặn cô vẫn có thể tự mình lo được nên cho người về báo cáo với solomon một vấn đề khác lại nảy sinh khi lũ quái liên tục xuất hiện solomon quyết định bản thân cũng phải ra trận nhưng trợ lý không cho phép may mắn là zeus lúc này cũng đã ra tay giúp sức solomon phải tính toán đến việc làm sao để nước khác không nhân cơ hội này mà xâm lược và đáp án đã trở về trên con ngựa bay mira đã về dọn dẹp hết đám quái và đến rước lumina về Solomon nghe tin quân mình đã thắng lợi thì chạy ra chào đón những người bạn trở về, nhưng bầu trời đột nhiên nứt ra và một con rồng xuất hiện. Boss xuất hiện sau cùng nhưng giờ đây chỉ có ba người chơi nên cả ba chẳng biết làm cách nào đánh lại. Solomon sẽ đảm nhiệm vai trò chống chịu, Lumi thì vẫn chưa thiên thạch hủy diệt chứ danh. Mira quyết định sẽ cùng Solomon câu giờ, Mira đã gọi đầy đủ đội quân của mình đến và bắt đầu giao chiến. Tất cả đánh cùng nhau đánh vì dù có khó nhưng niềm vui là thứ giúp họ có thể tiếp tục. Sau một lúc thì Mira đã dùng thiên nhãn để khóa boss lại cho Lumina xả chiêu cứ nghĩ một chiêu đó đã hạ được boss nhưng nó lại trâu hơn họ tưởng cả hai tiếp tục tấn công khiến con boss nhảy thẳng vào họ mira muốn solomon đứng ra tanh nhưng cậu ta biết bản thân tanh không nổi nên mira phải gọi ra palm để tăng sức mạnh cho solomon và cậu ta gánh được lượng sát thương này và solomon đã hứng được toàn bộ sát thương và không hề bị chảy xước con boss sau đó tiếp tục dùng chiêu anh khạc hay em khạc nên mira đã gọi con rồng ra để khạc lại nó rồng của mira khạc khỏe hơn nên họ đã giành được chiến thắng sau cuộc chiến cả vương quốc đã bắt đầu tu sửa lại Mira thì không nhận phần thưởng cho việc lần này khiến Zeus và Maria có hơi thắc mắc. Mira đến nay vẫn chưa có ý định công bố danh tính của bản thân ra toàn vương quốc nhưng cô sẽ nghĩ lại khi đã tập hợp được toàn hiền giả trở về. Maria thấy vui khi lại có thể cùng ngồi vui vẻ với Mira. Mira đã xin lỗi vì sắp tới sẽ lại phải rời đi. Maria không tỏ ra buồn bã mà chỉ hy vọng Mira nhớ mua quà về là được. Mira sau đó tiếp tục nhận nhiệm vụ đi tìm các hiền giả từ Solomon và tiếp tục lên đường cùng con mèo biết nói của mình.